Thảo quay phim á, Thảo để lên YouTube cho mọi người coi, mà mọi người á nói là Thảo quay màn hình đứng á, nên đăng lên á nó nhỏ quá người ta khó coi, nên quay màn hình ngang lại. Nên giờ Thảo thử, Thảo đi quay á, cảnh ở đây nha. À, cái nhà ở đây á, ở trước có một cái sân cỏ, ở đằng sau á có một cái vườn nho nhỏ trồng được 9-10 cái cây vậy đó. Cái nhà ở phía sau Thảo á là nhà Việt Nam, để Thảo đi quay mấy cái cây ở bên đó trồng nha. À, đây Hello anh em chủ Thảo ơi. nhà nè, ảnh đi ra sao gặp ngay lúc ảnh đang hái táo, ảnh cho con bịch. Thấy ham không? Ảnh cho táo nè. Quá chừng luôn á. Trái bự quá ha. Trái táo gì mà to dễ sợ luôn. Ngon lắm. Không có phân bón gì hết. Anh Việt Nam mới làm sao á. Mới mới thải qua. Có nhà có cái hàng rào gì nè. Đó. Có hàng rào. Cây táo của ảnh nè. Anh mới leo lên hái á. Hàng xóm thân thiện dễ thương ha. Quá trời cây trái nhà ảnh luôn á. Nè, cây này táo tàu của nhà ảnh nè. Trái to 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 vậy. Cây của mình trái nhỏ. Táo tàu á, người người Việt Nam đây thích lắm, nhà nào cũng có một hai cây táo tàu á để ăn. Người ta cũng có bán nữa mà trồng mới vui. Đó. Quá chừng trái ha. Trái bự bự bự. Cái táo tàu chín nó đẹp, nó thâm nâu lại nè. À, để dành nấu xăm bổ lượng, nấu đồ ăn đồ bỏ vô ngon. Đây cây lựu của nhà anh này. Người Việt luôn. Rất là thân thiện, tới mùa hay cho mình trái cây lắm. Mình đứng lên hàng rào mình quay phim, hỏi anh nói ok cứ quay. Lụa này trái nhiều ghê không, mà trái bự lắm á, to 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 luôn á, trái to lắm, trái bằng cái lớn hơn cái chén cơm của mình á. Giờ nó chưa chín đâu, nó chín nó bự bằng cái chén cơm của mình á, bự vậy đó. Ngon ha. Đây là cây hồng của nhà ảnh gieo qua nhà mình nè. Thì gieo qua nhà mình nó mình thích hái, mình hái mình ăn, nhưng mà Thảo để Thảo coi không à, tại nhà Thảo má chồng Thảo có nhiều lắm. Đó, trái hồng này chừng 2 tháng nữa nó mới chín, 1 tháng rưỡi nữa. Nó gieo qua nhà mình nhiều vậy đó. Tại cây này ảnh trồng lớn rồi. Đó, gieo qua hàng rào nhà mình vậy nè. Nằm bên hàng rào nhà mình đó. Nhiều ha. Hồng này hồng giòn á, ăn ngon lắm. Nhưng mà mình không có được ăn lúc buổi sáng đói nha. Với mình không có ăn chung khoai lang á. Ăn vậy đau bụng á, nó kỵ. Với lại mình không có ăn nhiều. Người Mỹ người ta không có ăn nhiều, hồi xưa người ta trồng cho ngựa ăn. Tại nó có một cái chất độc, mình ăn nhiều nó không tốt cho đường ruột của mình. Đó.